vốn dĩ mang cái tên chợ quê, thế nên chẳng hề phô trương mà chỉ khe khẽ nép mình trong một con hẻm nhỏ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ vào những ngày cuối tuần là phiên chợ quê này lại được mở ra bởi những chị em phụ nữ trong hội quán các bà mẹ. Ngay từ lúc sáng sớm, các tiểu thương vốn là những bà mẹ đã có mặt để vận chuyển, bày bán, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Từ những sản phẩm thủ công có nguồn gốc từ các làng nghề truyền thống Việt Nam, thậm chí đó còn là những làng nghề đang dần bị mai một như giày dép, mũ, giỏ xách, lụa, vải dốc với những mẫu mã kiểu dáng rất nhà quê mà ngày nay hiếm thấy, được làm bằng chất liệu may, tre, cối, cho đến cả những món ăn đậm chất dân dã, bình dị, mang tính đặc trưng của nhiều vùng miền khác nhau. Đây là bánh ít trần, đó là cháo nhân tôm với thịt làm bằng bột nếp, rồi đây là bánh lọc, rồi đây chả, đây là nem, đây là bánh nậm và bánh gói. Những cái bánh của mình là xuất xứ đâu hay là nhà mình làm? Ở nhà chị làm, mẹ chị làm là 20 mấy năm rồi. Chị mua bánh bột lọc, bánh ít trần, gian hàng này. Hai nữa chị mua cái gian hàng bún riêu, cũng như bên đây nữa là chị mua bánh tằm, bánh cam. Cái món bún riêu này thì tất cả các nguyên liệu đều làm được từ nguyên liệu tự nhiên hết. Làm một cái chả cua này còn các nguyên liệu như thế, làm cái gạch cua lúc mà mình nó nổi lên á thì chị sẽ vớt ra một phần nào đó rồi chị trộn với lại nấm mèo rồi trứng. Điều đáng quý nhất có lẽ chính là cái tâm của những người lập ra phiên chợ, khi luôn đảm bảo nguồn hàng hóa thực phẩm đều có xuất xứ tự nhiên, được nuôi trồng trong môi trường sạch, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Ưu tiên để hỗ trợ đầu ra cho các nhà làm thật. Làm thật ở đây là trong các cái sản phẩm hoặc là cái thực phẩm nuôi trồng thì đều được dùng hạn chế mức thấp nhất về cái phân bón hóa chất, canh tác theo lối giống như ngày xưa, có một cái sự quay về những cái sàn, những cái khay kệ đó được đóng bằng tre giống như ngày xưa. Gian hàng bày biện cũng vậy, rau củ bày theo từng nhúm nhỏ chứ không có nhiều như bây giờ các chợ lớn bây giờ, mà nó dễ như dân dã. Tụi mình thì giống như trẻ thơ ngày xưa là đi theo mẹ, theo bà ngoại rồi đi chợ đó, cho nên mình cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc. Vào những ngày này, phiên chợ quê cũng bắt đầu hưởng ứng không khí Tết Nguyên Đán, khi các bà mẹ khoác lên mình tà áo dài dịu dàng, và bên cạnh đó cũng xuất hiện các sản phẩm heo đất mang ý nghĩa của năm Kỷ Hợi, cũng như các mặt hàng đặc trưng khác của ngày Tết. Với sự đa dạng hàng hóa mẫu mã, thu hút lượng khách khá đông, thế nhưng có một điều vô cùng dễ thương là toàn bộ số tiền lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh tại phiên chợ quê này sẽ được dùng để quyên góp, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh trẻ em có cuộc sống khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực vùng cao. Người bán, người mua vẫn đều đặn đến phiên chợ quê vào mỗi dịp cuối tuần, bởi ở đây họ tìm thấy hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hạnh phúc vì được sống trong không gian chân tình, mộc mạc, đậm chất quê. Hạnh phúc vì mua được những món hàng mình thích và tốt lành. Hơn thế nữa, hạnh phúc vì hiểu được rằng mình đang làm một việc có ích, đỡ đần phần nào cuộc sống kinh tế cho những người còn nghèo khó.